chào anh em. Tại tôi đang có mặt tại thác giải yếm của khu du lịch Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Vé vào cửa tham quan là 50.000. Ở đây thì có lẽ là vào mùa nước, mùa mưa thì nó sẽ nhiều nước hơn. Hiện tại vào mùa này thì nó cũng tương đối là cạn. À, chúng ta thêm 100.000 để đi trải nghiệm cầu kính, đi qua lòng suối. Bên này là suối Hò Hẹn, một cái khu du lịch mà người ta mới đầu tư và khai thác du lịch trong khoảng 1-2 năm trở lại đây. Nhìn chung là phong cảnh cũng khá là đẹp. Đấy. Đấy mẹ xe bây giờ. Còn xe trên này nữa này. Giải yếm Waterfield. Cái khu vực mặt hồ ở đây thì nước hơi bị im, mà cũng ở trên mặt thì cũng không được sạch lắm. Thời điểm này là khoảng 4 giờ chiều. Đi vào thác trước nào. Nước ở đây rất là đẹp và trong. Suối Hò Hẹn. Hình ảnh mà những cái chữ thư pháp được khắc trên cái hòn đá rất là to, tạo ra một cái cảm giác rất là lạ lẫm. Khung cảnh thiên nhiên rất là thơ mộng. À, cái cầu kính tình yêu thì nằm trên độ cao 30m so với cái mặt nước. Để trải nghiệm sự mạo hiểm thì quý vị bỏ ra 100.000 để đi trên cái cầu đó, cây cầu đó. Cây cầu này vào mùa nước lũ sẽ rất là đẹp. Xung quanh ở đây là những cái chòi, những cái tổ chim bồ câu được làm rất là đẹp. Và nhìn cái đàn bồ câu, chúng ta thấy cảm thấy cuộc sống rất là yên bình. Ở phía xa xa kia là cây cầu tình yêu, nằm ở độ cao 50m so với mực nước suối. Đây là thác giải yếm. Gọi là thác giải yếm thì người ta hình dung nó giống như cái giải yếm của người phụ nữ. Đây là vào mùa khô, chứ còn vào mùa nước thì rất là đẹp. Rất đẹp. Đây, ai cái dây yếm đây? Ai cả đi to rồi như đấy. Cái khu vực này nước rất là sâu, khói bay ra rất đẹp. Nước rất sâu. Bên kia là mình không được sang đúng không? Không đi được, nhưng không leo được lên cầu nữa. Ở phía dưới này là khu nghỉ dưỡng, và kia là khu có nhiều cái cây hoa đỏ đỏ, là khu đồi tình yêu. Được. Ok, gọi nó
rất đẹp. Dành cho những người không đi cầu kính mà đi bộ cái cầu kính này qua khu vực hồ thì đây là cái khu vực cầu sắt, có những cái trụ sắt nối xuống lòng sông và rất là chắc chắn, phong cảnh rất hữu tình. Ở phía xa xa kia là cầu tình yêu. Nó phải cao lên tí. Cái là màu nó không đẹp. Thử cái màu hơi sặc sỡ. Màu nó phải phối với thiên nhiên cơ, màu này nó tương phản quá. Cái này theo phong thủy là hỏa đúng không anh? Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối mà. Đây là đường ra của khu du lịch sinh thái thác Giải Yếm, bán những cái đồ lưu niệm. Nguyễn Quang Hải đá kìa. Anh chọn áo đi, chọn ảnh. Bao nhiêu một cái? Áo bé thì bé tiền, áo to. Vâng. Từ số 2 đi số 4. Quang Hải vô lê và lưới Malaysia. Đây là đường ra bán những cái đặc sản của thị trấn Mộc Châu. Trời về chiều thì rất là mát. Thời điểm này là đúng ngày 20 tháng 11, 19 tháng 11. Mùa đông. Vâng. Hơi se lạnh nhưng mà cũng không quá lạnh nhưng cũng không quá nóng. Trời thời tiết hiu rất là đẹp. Bên này là khu đồi tình yêu. Hình ảnh thác Giải Yếm và cầu kính tình yêu đã kết thúc video clip của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.